Và đây là món Paloma. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack and Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là một món cocktail rất nổi tiếng với lại tequila. Món này mang tên là Paloma. Thì Paloma, cái nguồn gốc của Paloma thì nó vẫn là một ẩn số. Có người thì nói nó được tạo ra bởi Don Javier Delgador Corona, là một ông chủ của một quán bar ở Jalisco. Và cái tên Paloma hay là La Paloma là cũng đồng thời cũng là một cái tên của một cái bài hát tiếng Tây Ban Nha được sáng tác vào năm 1860. Cái tên này thì có nghĩa là The Dove, tức là con chim bồ câu. Và Evan Harrison là một người bartender đã có công mang cái món Paloma này đến phổ biến ở nước Mỹ. Minh chứng của việc là cái công thức của món Paloma này được in trong cuốn sách Popular Cocktails of Rio Ranch, được xuất bản vào năm 1953. Và cái cuốn sách này là của Evan Harrison. Ok, bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và nguyên liệu cho món này thì nó cũng khá là đơn giản. Cái rượu thì chúng ta chỉ cần một chai tequila thôi. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ brand nào cũng được ha, Jose Cuervo hay là Patron hay là 1800 đều được. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một chai Blanco để mà nó có thật là nhiều những cái mùi của agave. Agave. Và thứ hai mình sẽ cần một ít grapefruit juice, là nước ép bưởi. Các bạn có thể lấy nước ép bưởi hồng hoặc là nước ép bưởi xanh đều được hết. Nhưng mà công thức gốc của nó sẽ là nước ép bưởi hồng và một ít nước soda. Thì cái lon thì mình đã để dưới này rồi, thì mình sẽ đổ ít soda ở đây. Và thật ra cái công thức gốc của cái món này thì nó sẽ sử dụng là grapefruit soda, nhưng mà cái thành phần đó thì nó khá là khó tìm ở Việt Nam, cho nên là mình sẽ mix giữa grapefruit juice với lại soda, và nó chỉ là và cái thành phần sẽ là đều nhau một hết thôi. Thứ tiếp theo thì mình sẽ cần một ít lime juice, và cuối cùng thì mình sẽ cần một ít sugar syrup. Ok, bắt đầu pha thôi. Rồi, và cái công việc của ngày hôm nay thì nó sẽ khá là đơn giản. Nó chỉ là một cái cocktail bill trong ly thôi các bạn. Cho nên là mình sẽ cho đá vào nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho vào đây là 45ml của tequila. Các bạn có thể cho nhiều hơn nếu mà các bạn thích cũng được. Các bạn có thể cho 60. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ cho vào đây là 45ml của tequila. Sau đó sẽ là 20ml của lime juice. Rồi, tiếp theo sẽ là 15ml của sugar syrup. Dễ mà, phải không các bạn? Rồi, mình sẽ top up với lại breakfast juice. Rồi, một ít thôi. Rồi, sau đó là một ít soda. Beautiful. Mình sẽ khuấy nó lên nha các bạn. Beautiful. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ cho thêm một xíu muối vô nha các bạn. Rồi, và mình sẽ trang trí nó với lại một cái miếng chanh khô, hoặc là các bạn nào có vỏ bưởi thì các bạn trang trí với lại vỏ bưởi cũng được. Và đây là món Paloma. Ok, bây giờ mình sẽ uống nó nha các bạn. Cái màu thật sự nó rất là đẹp luôn á. Và thật ra là các bạn có thể viền miệng ly giống như là món margarita, để mà cho tăng viền miệng ly bằng muối để mà tăng thêm cái hương vị, cái vị mặn mặn của muối vô trong cái món cocktail này. Tuy nhiên là Jack muốn mình thì mình muốn bỏ trực tiếp vô trong ly luôn để mà cho nó dạng sao ta, để mà cho nó hòa chung với lại các nguyên liệu luôn á. Thì tùy thôi, có lúc thì mình sẽ thích là viền miệng ly bằng muối, nhưng mà có lúc thì mình sẽ thích là bỏ trực tiếp vô trong luôn để mà cho nó đơn giản và nó nhanh. Ok, cheers. Ồ,
Ôi trời ơi, ngon quá. Ngon quá. Cái mùi tequila nó kết hợp với lại cái mùi của mùi tequila với lại chanh thì lúc nào nó cũng hợp rồi nha. Tequila với lại chanh rồi nó kết hợp với lại cái mùi bưởi. Bưởi thì nó cũng chung dòng họ chung với lại cam với lại chanh, thì nó lúc nào nó cũng hợp với lại cái mùi của tequila, và nó thêm cái phần sảng khoái của soda nữa, và cân bằng lại với lại cái nó không bị quá chua, và nó được cân bằng với lại cái nước đường, nên là nó rất là ngon đó bạn. Rất là ngon, rất là dễ uống, và nó mang lại một cái cảm giác rất là sảng khoái vừa vui nhộn, funky, vui vẻ, rất là đã luôn các bạn. Rồi. Beautiful, và cái màu nó cũng đẹp nữa. Và đây là món Paloma. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi từ bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe, đồng thời là share cái video của mình luôn nha, để nhiều bạn biết về Jack hơn và dự án 365 ngày cocktail. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.